Mưa to kéo dài ở khu vực miền núi phía Bắc đã khiến nhiều nơi bị sạt lở và nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt. Đến ngày hôm qua thì vẫn có nhiều điểm sạt lở vẫn chưa được khắc phục. Điển hình là tại quốc lộ 4D đoạn từ Xín Mần, Hà Giang đi Bắc Hà, Lào Cai. Đoạn đường này đã bị sạt lở ta luy âm, trôi mất gần 40 mét mặt đường. Do nhu cầu đi lại lớn nên người dân đã dùng cây gỗ, ván gỗ bắc cầu tạm và chỉ xe máy mới qua được. Mưa lớn cũng làm sạt lở nghiêm trọng một số tuyến đường khác như tỉnh lộ 177, tỉnh lộ 178, Xín Mần, Quảng Bình.